đi vô này tự nhiên cả cô dồ là có chút nào đấy thì là gì đây, người ta có một cách người ta gắn ghép, người ta lại cắt ghép, người ta rút ngắn nó lại nữa trong văn hóa. Và bạn biết sau này các bạn nhìn người ta viết đấy, Hàn Quốc thì thường thường người ta viết, người Hàn bây giờ người ta hay viết tắt, cho nên đôi khi mình nhìn chữ mình không biết là cấu trúc nào hoặc rồi mà người ta viết tắt lại, và lại không biết là người họ viết cấu trúc gì. À, cho nên nhớ ha tà này nó cũng bị ẩn đi giống như là mụ rư tà, các bạn cứ nhớ như thế. Khi mà các bạn nhìn thấy tà cô này, rà cô này, hoặc là át giá tà cô này, ưng lưng cô, rà cô mà không thấy ha tà thì nó đấy, cũng là nó đấy, nó ẩn đi đấy đó. Và chỗ này cũng thế, thay vì bạn nào đó bạn nói là bạn Yumika dẹp bikini hành tế sơn cất kia khổ chip y xem phân y đà cô dỗ, ý là cô dỗ bỏ hai tạng đi, giữa hai cách lựa chọn y đề rồi và y là cô dỗ, tại vì trong văn nói người ta nói subalu hết để mình nghe mình hiểu và được mình dùng như người ta subalu cả, thì mình phải biết khi nào là gì đây, cái nào ngắn cái nào dài, cái nào người ta rút ngắn cái nào người ta cho dài. À, để mình nghe người ta nói rồi mình cũng biến hóa cái cách nói của mình, hôm nào mình nói là Fani là cô hồ, hôm nào mình đã y đều vẫn ok không sao cả. Và thêm một cái chú ý nữa, người ta không muốn kết nối đôi câu, người ta không cho vô viết gì ở đây hết, người ta nói y xích tăng bạn nào đó nói đó, y xích tăng ưng ung xích kì mã xích nền tê bì sa tạ cô cứ ra nỉ ca khá chứ mại rồi. Hoặc là gì đây, đi xa tạ cô rồi không có cửa này ca nữa, người ta nói khá chứ mại hoặc là khá chim. À đúng rồi đấy, đó là cách người ta rút gọn cái thứ hai. À, cái thứ hai khi mà tự nhiên mình thấy đi sang tà cô là tự nhiên tà cô này là cái gì rồi khá trên mã xe dồ này, mình học tà cô ha tà đang mất tiêu rồi, không có ha tà tưởng nó không phải. À, tại vì mình học là ha tà mà, khi cô cho học là cô cho học đầy đủ, nhưng khi nào người ta cắt người ta ghép người ta như thế nào đó thì là gì đây, cô sẽ diễn tả cho các bạn gặp rất là nhiều trường hợp nha. Tự nhiên có một hôm người nào đó nhắn tin à, y xích tăng các bạn, ví dụ như Dung muốn đi cái nhà hàng này nhưng mà chồng Dung nói, chồng nghe nói là ai đã đi đến cái nhà hàng này rồi đấy, người ta nói là y xích tăng hương y ông xích kia mà xích nền tế bị sát tạo cô khá chứ mà xe hoặc là khá chứ mà ra. À, chồng nghe nói hoặc là ai nói đó là cái nhà hàng này là không ngon nên là đừng đừng đi đó, người ta lại rút gọn là thành tà cô kích kết và thêm mệnh đề sau nữa. Đó, nó bị ẩn đi như cô nói đấy, ha tà này cái thứ nhất nó bị ẩn đi mất giống như mụ rư tà đó, đó là cách mình dài cũng mình cũng biết mà rút ngắn mình cũng biết, thế nào mình cũng biết đó, đó là cô nói một số cách, còn nhiều cách để người ta rút gọn nữa thì khi học hết rồi cô sẽ cho các bạn tìm hiểu tiếp nha, khi nào học đến cấu trúc nào cô sẽ cho các bạn tìm hiểu cách người ta rút gọn ngữ pháp trong văn nói cả trong phân viết, tại vì người Hàn họ không như viết như mình, viết cho mình thì họ viết đầy đủ nhưng họ viết cho người khác hoặc là họ viết cho người Hàn với người Hàn họ rút 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 lại, cho nên đôi khi mình nhìn mình không biết họ viết cái gì thì các bạn phải chú ý những chỗ rút gọn đấy. À, như cô nói cái thứ nhất nha, đây cô chú ý cái thứ nhất là người ta không có ha tà ẩn, người ta muốn kết thúc câu dồ luôn, thay vì chỗ này có trường hợp là rút gọn cho văn nói đều người ta không nói, hôm nào người khác nói tè dồ người này lại anh này lại nói bi sa tà cô đồ sao không nói tè dồ trong văn nói, tại vì người ta thích người ta nói gì sao nói. À, người ta là gì đây, à, nói hiểu được thì thôi, tại vì rất là nhiều cái văn nói người ta diễn tả rất là nhiều cũng giống như mình phải không đúng không phải à nhé nhỉ à nhí nhí, ví dụ như trong cái văn nói của Việt Nam mình cũng thế, à á ớ ứ ớ gì đó, ừ, cái giọng điệu người ta đấy, ví dụ phải không nhỉ phải không nhờ đó chẳng hạn, từ theo vì dùng miền, ví dụ như cô ví dụ như thế
để người ta thay đổi cách nói. Và trong một số nào nữa, người ta lại không kết thúc bằng vô, người ta lại không kết thúc bằng hai tạp, và người ta không rút gọn lại cái này và tạp tèo nữa, mà người ta lại tạp cô thôi, rồi thêm một cái ngoằn phía sau nữa, thì cũng là nói. Như chỗ này cũng thế. Ở đây người ta nói là Yunani và Pung Kirin hai chị mà sân cất y cô chip xem phân y y là cô. Cho nên là gì đây? Saki hạ chi mà. Hoặc là gì đây? Saki hạ miên ảnh đều. Hoặc là gì đây? Saki tô ví dụ như là gì đây? Ảnh chua heo. Chẳng hạn. Vì các bạn này đẹp thì có đẹp, nhưng tính cách là cố chấp, nên là đừng kết bạn với bạn ấy. Hoặc là gì đây? Nếu kết bạn với ấy thì không được. Hoặc là gì đây? Kết bạn với bạn ấy thì ví dụ như là gì đây? Him tơ rồi. Hoặc là như thế nào đó. Saki kika đấy. Him tơ rồi. Là gì? Tính cách cố chấp thì gì đây? Các bạn hay bạn ấy là gì đây? Có việc rất là mệt mỏi đó. Người ta muốn nói cô sao cái gì nữa thì ẩn đi cái này, chỉ còn là đạp cô, còn không muốn kết thúc luôn. Vô thay vì là ideo trong phần nói đó là cái chú ý cái này. Rồi buổi sau mình sẽ học tiếp với cái câu nghi vấn và hình thức ấy nha, hình thức hỏi và hình thức ra lệnh nha. Thì hôm nay buổi học hôm nay mình kết thúc sớm hôm nay, tại vì cái cấu trúc gián tiếp này nó dài lắm, mình phải học hai hôm, có lẽ ra là ba hôm là vì những cái chú ý này, chú ý thêm nữa. Cho nên là hôm nay vì cái lý do là đang con ốm cũng vậy, và một số bạn lại bận, thì hôm nay mình kết thúc sớm ở chỗ này nha. Tuần sau mình học bình thường nha lớp. Tuần sau con có đi học rồi, cho nên là học bình thường nha. Cũng vào thứ ba. Ở lớp mình vào thứ mấy ta? Học vào thứ ba thứ năm đúng không? Thứ hai thứ tư ạ. Chết rồi, cô quên hết rồi. Rồi, tuần sau vẫn thứ hai thứ tư nha. Rồi, tạm biệt hai bạn nha.